Bên chị chấm công thủ công thì có sử dụng được phần mềm không? HR Online hỗ trợ chấm công nhiều hình thức như tích hợp với máy chấm công, quét thẻ từ, vân tay, import file chấm công Excel vào phần mềm, chấm công định vị GPS bằng smartphone, chấm công Wi-Fi, chấm công hộ. Cho dù hình thức chấm công nào thì đều sử dụng được phần mềm. Vậy khi có sai sót khiếu nại công như thế nào? Khi có sai sót trong việc chấm công, nhân viên tạo phiếu bổ sung công để bộ phận quản lý duyệt và điều chỉnh lại cho họ. Phần mềm bên em phân ca như thế nào? Thiết lập ca làm việc, giờ vào, giờ ra, giờ nghỉ, chu kỳ thay đổi theo tuần, ngày, hay tháng. Yêu cầu nhân viên nộp ca từng thời điểm, tổng hợp và phân ca cho nhân viên theo ngày. Từ phiếu nộp ca của nhân viên hoặc quản lý tự phân ca, chốt ca, xoay ca tìm người thay thế nhanh chóng nếu nhân viên nghỉ làm đột xuất, hiển thị lịch làm việc chi tiết của từng nhân viên, tự thông báo ngay lập tức khi có bất kỳ sự thay đổi nào. Bên chị có cả bộ phận văn phòng và bộ phận cửa hàng, mỗi bộ phận có kiểu tính lương khác nhau, bên em có giải pháp xử lý không? HR Online cho phép cấu hình nhiều bảng lương, bảng lương cho khối văn phòng, bảng lương cho khối cửa hàng, bảng lương theo giờ. Cấu hình bảng lương động nên có thể tùy biến cho phù hợp. Nhân viên nghỉ làm đột xuất, không tìm được người thay thế phải làm sao? Khi nhân viên có việc bận đột xuất, có thể sử dụng chức năng xoay ca. Phần mềm sẽ gửi thông báo đến toàn bộ nhân viên toàn hệ thống, bạn nào có thể thay thế thì vào nhận ca. Hệ thống tự động cập nhật lịch làm việc khi có thay đổi, không mất thời gian của quản lý.